Dạ thưa quý khách, đây là hóa đơn của quý khách ạ. Điện thoại với ví tiền tôi để trong áo vest ở nhà, mặc cái áo này đi mới chết đi. Thật ngại quá. Hay là lát nữa người nhà tôi đến, tôi thanh toán sau có được không? Dạ cũng được ạ. Được cái gì mà được? Em chào quản lý ạ. Thời đại nào rồi mà ví tiền với điện thoại không mang đi theo? Những món đồ uống cửa hàng tôi đều là những món đắt tiền. Đến lúc có chuyện gì á, cô chịu trách nhiệm được không? Không phải như thế. Tôi để ví tiền và điện thoại trong cái áo vest ở nhà. Thực sự là tôi không mang tiền. Đồng hồ thì hàng hiệu, nhẫn vàng thì đeo đầy tay, chỉ dựa vào mấy thứ này không biết đi lừa đảo à? Nếu anh không tin, tôi sẽ để chiếc đồng hồ thủy tinh này trị giá 300 triệu làm tin. Tôi nghĩ chiếc đồng hồ này là hàng phách, không đủ mua món đồ uống ở đây. Quản lý ơi, nhưng mà em thấy ông ta không giống như là... Ông ta không giống? Thế tôi giống à? Từ khi nào mà có được xem không câu chuyện của tôi? Có thể cho tôi mượn điện thoại, tôi gọi cho người nhà mang tiền đến có được không? Mượn điện thoại? Được. Ông cởi giày ra đi. Không, ông chạy mất thì sao? Quản lý, làm như thế có quá đáng với ông hay không ạ? Quá đáng? Làm sao cơ? Đã uống đồ uống cửa hàng tôi, ông còn sợ mất mặt à? Quản lý, anh đừng làm khó ông ấy nữa. Tôi làm khó ông ấy? Bóc bánh thì phải trả tiền. Mà này, tôi đang giúp đỡ cô đấy, mà cô cũng bênh ông ta, cô cũng tin tôi xa tại cô không? Thôi được rồi, tôi cởi giày. Thôi được rồi, tôi cởi giày. Bây giờ tôi có thể mượn điện thoại được chưa? Không anh, đưa điện thoại cho ông ta mượn. Này, tí nữa ông ta đưa tiền thì trả lại giày ông ấy. Có điều gì sơ suất xảy ra nhá, tôi trừ thắng đầu của cô. Gửi cháu điện thoại. Tôi xin giày của ông ạ. Xin lỗi ông, lúc nãy quản lý của tôi có hơi... bên kia có chỗ nghỉ ngơi, hay là ông qua bên đấy ngồi nghỉ một tí đi ạ? Cô đưa giày cho tôi, không sợ tôi bỏ chạy à? Thưa ông, tôi vừa nhìn qua là đã biết ông không phải là người thiếu tiền rồi. Không phải vì mấy cốc nước này mà làm chuyện đấy. Sao cô biết tôi là người không thiếu tiền? Có chắc không? Khi cô chỉ nhìn vẻ bề ngoài tôi mà đánh giá. Dạ, bởi vì nghề phục vụ của tôi phải biết quan sát ạ. Cô nói cho tôi cô quan sát thế nào? Ông vẫn có thể bình tĩnh, tự tin để xử lý tình huống. Nhìn qua trang phục của ông, tôi thấy rất là đơn sơ, bình dị. Nếu như ông thực sự đi ăn chùa, thì ông phải mặc những bộ trang phục lộng lẫy để cho người ta nghĩ rằng ông là người có tiền. Để cô đi làm phục vụ, thật là không? Làm việc gì cũng được ạ. Nếu đã quyết định làm, thì phải yêu công việc của mình. Ok, sao anh lại ở đây? Cậu làm cái gì vậy? Chi phí ra mắt từ đơn mới bán không được giá tốt đấy. Tháng này cậu đừng hòng nhận lương. Thư ký Hoàng, tổng giám đốc Hà đang đợi bên trên. Anh em mình lên chưa? Chủ tịch, ký em này. Ôi dồi ôi, chủ tịch, lần sau chủ tịch đến quán em uống nước ấy, cứ báo em trước. Em sẽ sắp xếp cho chủ tịch một cái phòng sang trọng nhất. Ơ sếp Hùng, giới thiệu với cậu, đây là chủ tịch đã mua lại cửa hàng của chúng ta. Từ bây giờ ông ấy sẽ là sếp của cậu. Từ nay cậu không còn là quản lý ở đây nữa, mà là cô này. Tôi ạ? Chủ tịch, tôi có mắt như mù mà.
mong chủ tịch cho tôi một cơ hội được không ạ? Tất cả là lỗi của tôi. Cho đến tận bây giờ cậu vẫn chưa hiểu rằng mình mắc lỗi đâu. Cậu muốn có cơ hội. Được. Từ ngày mai cậu sẽ đi chân đất để phục vụ khách hàng, có dám không? Dạ, từ trước đến giờ tôi cũng chỉ làm phục vụ thôi. Bây giờ làm quản lý có thích hợp không ạ? Cô đã từng nói, khi đã chọn cái gì phải yêu lấy nó. Tôi tin mà cô làm được.